chủ nhật nha. Và mình không biết ngày mình đem đấy cơ, bởi mình chưa có cái máy để edit video. Khi nào mình về nhà thì mình sẽ edit cho anh em xem. Đấy. Rồi thì có nhiều bọn đã comment và có nhiều thông tin đã được anh em có thể nói là lâu rồi ở đâu mình cũng chả biết nữa cơ. Bọn thì nói công nghệ này có thật, bọn thì nói cái này chỉ là sự lừa dối thôi. Và đối với anh em nghĩ rằng đây là một tin đồn có thật hay là chỉ là một cái bịa đặt của một cái trang web để câu view của like thôi, thì anh em hãy comment cho mình biết nha. Và nếu như công nghệ AR được áp dụng vào Battle 0 Mobile sắp tới thì anh em mong chờ điều gì và thích thú với những điều gì thì anh em nhớ comment dưới cho mình biết luôn nha. Rồi thì bây giờ cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi clip. Bye bye. Xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chiết tranh bao năm không có mình trở lại. Nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại. Tình dùng em vẫn đang đưa ta đi hết chặng đường.